thì cô cũng cu à. Có tận hai anh em mình luôn ạ à? Học Ừ. sinh đâu hết rồi anh? Mấy đứa nó chưa vào được, các cháu ở trên sáng nay các con là lớp ở trên Lào Cai. À, À, còn trẻ chắc là đang chờ cô giáo đăng nhập vào cho. lâu nay ôn thi tỉnh anh Ôn thi huyện là cấp 2. mẹ cao hè Ừ. Những cái này nó phù hợp với như bọn trẻ mình thi thành phố với thi tỉnh là vừa đẹp. Nó không đòi hỏi kỹ năng lập trình quá nhiều. vâng. No bài đê. Đây Em đang làm đề cho chiều của nó thi thử anh gửi đề cho luôn này. xin test ở Mỹ. À, em nên khai thác hết cái hệ thống bài kia đã nhé. Em dạy cho bọn nó có đủ kỹ năng đấy, sau đó mình mới dành thời gian ngồi xin các bài mới, bởi vì tránh thời gian mình phải xin nhiều quá dẫn đến là cái hệ thống học liệu mình có sẵn mà mình không khai thác hết được. Đó. Phải khai thác hết được thì Vâng. bọn trẻ nó có được các cái kỹ năng rồi, sau đó nó sang khi nó có kỹ năng rồi thì mình mới à, cái contest gần đây nhất là anh gửi cho bọn cấp 2 nó vào thành phố thi thử. Đâu nhỉ? Lớp tỉnh 8, 9, 10. Đây rồi. Tháng 11. Em còn tên. Cái thư mục ELP nó có test của cái đề này rồi nhá. Hai cái đề. Cho làm lại được. Rồi cuối cùng Hiếu Việt cũng đã quay trở lại. Rồi tiếp tục xin mời Hiếu chia sẻ bài làm. Rồi Hiếu kéo xuống dưới thầy xem nào. Cứ xuống dưới tiếp đi Hiếu. Thầy đã giảng eo rồi, bà nội lại dán bánh cho ăn. Thầy mời các em nhé. Tôi đã ăn bánh vào thấy Hiếu cốt chương trình sáng lên đẹp đấy. Hiếu ơi, em đang có mắc một cái lỗi vô cùng nguy hiểm. Đó là em xây in MN, nhưng mà ở vòng for dưới em có hai vòng for, em cho EZ đều chạy tới N. Kiểm tra xem có vòng for nào cho EZ chạy tới N nào. Đã đủ chưa? Đấy, vòng for nào? Đấy, thế chỗ nào nó cũng hợp lý. Đúng rồi. Rồi, em chạy thử chương trình nào. Lấy test đề bài ở trong cái ảnh.
Hiếu nhập nhanh tay lên, sắp không giờ lâu đây. Có bây mấy cái mảng hai chiều nhập dữ liệu vào. Tao tăng nhanh tay lên. Ok, nó ra được một điểm là một t hàng một cột ba, nó chính là được cái điểm số 3 này, nó lớn nhất trên cái hàng một và nó bé nhất trên cái cột 3. Rồi xin cảm ơn Hiếu, rồi xin mời Việt chia sẻ bài làm. Ôi, ông Việt ông zoom bé thế, thầy già cả, thầy đọc kiểu nào hả ơi. Ừ, được đấy. Chất lượng hả? Rồi. Rồi xuống tiếp nào. Rồi lên trên cùng nào. Rồi em format lại code đấy cho nó đẹp được lên. Rồi bây giờ chạy thử chương trình như thế nào. Vậy ngon rồi đúng không? Được rồi, thế hai bạn là chấm bài lên trên server nhé. Qua cái đoạn ví dụ vừa rồi, thầy cho mình làm việc khá chi tiết để các em một lần nữa. À quên, các bạn là chờ thầy reset lại bộ test cái. Bài này vừa mới tạo test xong. Thế bạn chạy xuống dưới lấy cái tất cái. Tất thì không lấy được, lấy ngay được gói bánh lên ăn. Chán ghê. Rồi, thầy cho mình tiếp tục nhé. Buổi sáng nay Hiếu và các bạn đi học có đã kịp ăn sáng chưa? Hay là lại phi mầm lên trên trường học vậy? Tí mà đói quá thì thầy đến thầy ship mà Hiếu và các bạn về nhà thầy dàn bánh ăn nhé. Ngày trước khi mà thầy đang đi ở trọ khóa năm 2011, 2012 gì? 2011, 2012, 2013. Mỗi lần đi học đội tuyển về thì thầy kéo 500 anh em học sinh về phòng thầy dàn bánh ăn, nói chung cũng khá vui. Rồi bây giờ thầy gửi tiếp tới các bạn cái chủ đề hôm nay, thầy cho mình tranh thủ học muộn một tí, thầy bây giờ buổi sáng đang khá rảnh rỗi, cứ sáng trưa sáng thứ bảy là thầy rảnh rỗi, chiều nay thì khả năng là thầy không dạy các bạn được, ngày mai đi nhỉ. Những gì ở lúc nào, ngày mai chủ nhật, chủ nhật thì đang buổi sáng rồi, tôi tạm thời thì hôm nay cứ học, sau đó thầy cho mình sẽ tiếp tục là sau vậy. Biết báo gì nữa. Quên chưa gặp làm gì thì tốt là nên bài tập 1-2. Kế tiếp thầy trò mình sẽ sang cái chủ đề về sâu. Đây là một cái chủ đề khá dễ, nếu như mảng thì nó hơi trừu tượng một tí,
thì sâu thì nó lại dễ dàng hơn bởi vì nó thực hiện có tính chất tuần tự hơn. Về bản chất của sâu thì về cơ bản thì nó cũng là một cái mảng, nhưng việc lưu trữ trong máy tính thì người ta hay gọi nó là một cái vector. Nó là hai cái thứ mà mình không muốn tiếp cận đến, nhưng rõ ràng nó là cái nơi để có hệ thống bài tập rất nhiều. Bài tập về kiểu sâu thì ta có một số các cái sâu như sau. Ví dụ như một bạn tên là Nguyễn Văn A chẳng hạn, thì ví dụ như này, ví dụ như thầy mấy bạn tên là Nguyễn Văn A chẳng hạn, có tên gì nó đẹp đẹp một tí nhỉ, để thầy tìm xem trong account. Tóm lại thầy lấy luôn tên một và để luôn cái tên cũ là tên thầy thì cho dễ. Được rồi. Rồi thì ta sẽ thực của rồi. Ta sẽ thực hiện như sau. Trong ngôn ngữ lập trình thì khi để lưu một chuỗi các ký tự thì người ta sử dụng kiểu dữ liệu sâu là kiểu string. Đấy. Kiểu sâu thì nó là một tập hợp các phần tử có cùng kiểu dữ liệu là cha. Như vậy về bản chất sâu nó là một cái mảng kiểu cha. Ta có thể sử dụng mảng cha hoặc là sử dụng kiểu sâu. Nhưng ở trong cái nội dung ta đang hướng dẫn các em là ta sẽ sử dụng cái kiểu dữ liệu sâu. Để khai báo thì ta sẽ sử dụng khai báo là string tên biến. Đấy. Như vậy string nó là một kiểu dữ liệu nhé. Nó là một kiểu dữ liệu nhé. Vì vì nó là một kiểu dữ liệu nên thì khi đó thì ta có thể sử dụng khai báo các biến. Đấy. Thì nó gọi là kiểu sâu. Rồi vậy thì khi khai báo một mảng thì giả sử thầy khai báo một cái sâu S nó thầy gắn bằng một cái chuỗi là Đặng Tuấn Thành chẳng hạn. À, ở đây nó có chuỗi Đặng Tuấn đây, nó không có chữ Thành. Đấy. Thì khi đó thì về bản chất thì các cái sâu này sẽ được lưu thành từng ký tự riêng biệt. Được lưu trữ thành từng ký tự riêng biệt. Các ký tự được đánh số thứ tự từ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 cho đến hết. Nó được đánh số từ phải sang trái và bắt đầu từ 0. Nhớ nhá, cái sâu nó bắt đầu từ 0 nhé. Nên ở đây là số thứ tự. Còn đây là sâu S. Đấy. Sâu S thì nó sẽ được lưu thành từng ký tự. Đấy. Và như vậy thì bài tập về về trên sâu về ý tưởng của nó là duyệt từ đầu sâu đến cuối sâu, rồi duyệt từ hai đầu sâu duyệt lại đến ký tự thứ y. Đấy. Đến ký tự thứ y. Ở đây thì gọi nó là số thứ tự. Đến ký tự thứ y. Đấy. Đấy, nhìn vào cái sâu bên trên, cái sâu đầu tiên, các bạn cho thầy biết thằng S3 có giá trị bằng mấy. Rồi, các bạn bật cửa sổ cho comment cho thầy biết F3 có giá trị bằng mấy. Đây là số S của thầy thì F3 có giá trị bằng mấy. Việt trả lời bằng G. Cảm ơn Việt. Hiếu trả lời bằng N. Các bạn khác thì sao? Hiếu trở tay nhanh hơn so với đấy, rồi Dũng thì sao? Cô Cúc thì sao? Đấy. Thì ta nhận thấy rằng khi nãy ta có một cái nhận định quan trọng, sâu được đánh số thứ tự bắt đầu từ không. Cái file này thầy đã gửi cho tới các em ở trong Zalo nhé. Nếu các em nhìn không kỹ, thôi thầy gửi qua cửa sổ chat nữa để cho các bạn cùng nhìn thấy. Ta có như sau, các sâu thứ ba nó có giá trị bằng g nhé. Như vậy thì rõ ràng thì cái thằng S3 của mình thì ta nó các sâu sẽ được đánh số thứ tự từ S0 cho đến S cuối cùng. Thì cái phần tử cuối cùng của trong sâu này người ta gọi nó là độ dài của sâu. Khoảng cách từ đây đến đây thì người ta gọi là độ dài của sâu. Các bạn cho thầy biết cái sâu chữ Đặng Tuấn này thì nó có bao nhiêu ký tự?
có độ dài khoảng bao nhiêu. Xin mời các bạn bật cửa sổ chat cho thầy biết sâu trên có độ dài bằng bao nhiêu. Phải Việt đề xuất là 7,4. Phải xin mời các bạn khác. Hiếu cho rằng là 8,4. Bạn khác nữa. Bởi vì trong sâu Việt lại là mặt chuyển rất nhanh thì lại là ra 8,4. Như vậy thì giúp đâu, ông con rể huệ của thầy đâu rồi, chạy đâu mất rồi, cả ông Trương nữa. Nó cho kết quả bằng bao nhiêu? Vậy thì các bạn nhận thấy rằng nó có 8,4, không tin thì ta đếm thôi. Thì ta thấy ký tự thứ 0, thứ 1, thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5, thứ 6, thứ 7. Đấy, từ 0 đến 7 là nó có 8 ký tự nhé. Như vậy thì đây người ta gọi là độ dài của sâu. Độ dài của sâu thì nó có cái hàm chấm sai. Chữ sai là kích cỡ ấy. Đấy, ta sử dụng là thằng hàm chấm sai. Đấy, đúng rồi, đúng rồi. Ví dụ như thầy có sâu S muốn trả về độ dài thì thầy có S chấm sai thì nó sẽ trả về là bằng 8 nhé. Nếu thầy đang đưa truy cập vào vị trí này là vị trí thứ y. Đấy, là vị trí thứ y. Thì cái phần tử thì khi đó cái thằng SI của thầy nó chính là cái giá trị của cái ô đấy. Đấy, các bạn cho thầy biết là giá trị của cái ô này tại thời điểm này nó là ký tự 3 hay là số 3? À quên, nó là cái gì? Quên mất. Thằng SI này. Đây là chỉ số y, vậy thì thằng SI nó trả về giá trị nào sau đây? Thằng này hay thằng này? Rồi, trả về giá trị g. Đấy, nó là một ký tự g. Nhớ nhé, nó là một ký tự nhé. Ký tự thì nó nằm trong dấu nháy đơn. Còn cái ấy thì nó sẽ nằm trong dấu nháy kép. Rồi như vậy thì ví dụ như tương tự như vậy với cái sâu kế tiếp thì ta nhận thấy rằng sâu này nó có thể chứa các cái chữ cái, nó cũng có thể chứa các ký hiệu đặc biệt khác. Nó cũng có thể tí chứa các ký hiệu đặc biệt khác. Ok. Rồi như vậy thì ta đã biết được về, à mang máng về sâu để khai báo một biến kiểu sâu thì ta sử dụng tên biến là kiểu string. Sau đó đến tên biến. Đấy. Thì ở đây thì tách nó ra. Đấy, sau đó thì gắn S bằng thằng này. Thì đây là câu lệnh khai báo biến kiểu sâu nhé. Ở trong sâu thì ta có hai loại cái nhập dữ liệu. Loại thứ nhất ta sử dụng câu lệnh CI tên biến. Ví dụ như sâu đầu vào của thầy là có mỗi chữ là SN 22383Y chẳng hạn. Thì khi đó cái sâu này nó không chứa dấu cách nhé, nó không chứa dấu cách. Nên nó không chứa dấu cách. Thì với cái một sâu mà không chứa dấu cách thì khi đọc dữ liệu thì các em sử dụng câu lệnh CI tên biến. Cái loại thứ hai đó là sâu có chứa dấu cách. Dấu cách trống ấy, ví dụ như chữ Đặng Tuấn khi nãy ở giữa nó có chèn thêm một dấu cách ấy thì nó gọi là, thì ví dụ như sâu này cũng được gọi là sâu có dấu cách. Vậy thì khi đó ta sử dụng cái thủ thuật getline tên biến. Rồi, bây giờ như vậy thì các bạn đã biết cách sử dụng sâu. Vậy thì chúng ta sẽ giải quyết lần lượt các cái
Rồi, bây giờ thầy hướng dẫn các bạn về cái ví dụ về show. Vậy thì khi làm việc với show thì ta khai báo một show kiểu stream. Vậy thì để đọc show thì ta, vì bây giờ ví dụ như cái show của thầy là chữ ABC 1, 2, 3 liền nhau, thì khi đó thầy sẽ tạo ra trong file. Khi làm việc với show các em bắt buộc phải làm việc với tệp nhé, bởi vì việc các em nhập từ bàn phím nhiều khi nó cũng không đúng lắm đâu. Việc đọc được dữ liệu ra thì mới là việc quan trọng. Vậy thì ta sẽ có câu lệnh là xây in tên show. À quên nhầm. Ví dụ như thầy ghi chữ ABC 1, 2, 3, AB. Chẳng hạn, đây là một show chứa dấu cách. À không chứa dấu cách nhé. Vậy thì bây giờ thầy sẽ thực hiện công việc. Vì show không chứa dấu cách nên thầy có thể xây in show S. Và thầy sẽ out cái show S ra. Đấy. Để xem cái nó đã đọc được chưa. Để chạy chương trình nhé. Và bây giờ thì thêm file. Để thao tác làm việc với tệp, ta nên làm ngay từ đầu bởi với mọi bài. Đấy. Ta thấy show S ở đây nó chưa có gì. Ủa? Đấy. Ví dụ show à thôi chết. Để đặt sai tên file. Ủa không? Lạc quan. À, ủa? À quên. Để đi mua file này, đi thêm cái file kia bạn. Được, thì có dấu hiệu ngáo ngơ rồi. Ủa? Cái file kia chưa có à? Ủa? Ôi trời ơi, thầy dạo này chán đời quá. Thầy vừa ăn một cái bánh rồi mà thầy có thể cút luôn liên than liên thiên thế này. Các bạn chờ tí. Được rồi, như vậy nó đọc được dữ liệu rồi nhá. Đấy, bị nhá. Đấy, đã đọc được dữ liệu nhé. Như vậy thì ta có bài toán đầu tiên là bài đọc dữ liệu trong show. Bạn chờ đi. Thì ở đây cửa sổ chat nhé. Các bạn này, xem này. Qua Zalo nữa nhé. À, ta làm quen dần từ từ ví dụ show bài này thì không có test đâu, thì ta làm quen lần lượt các chức năng của show thôi. Rồi như vậy show thì ta nhận thấy rằng khi nãy thầy có nói đến cái gì mà thằng S chấm sai ấy. Đấy, nó là độ dài của show. Thì độ dài của show thì nó có cái hàm sai đấy, hoặc là hàm len, nhưng mà thầy hay sử dụng là hàm sai hơn, bởi vì từ sai liên quan từ kích thước, kích cỡ. Kích thước, kích cỡ nên thầy hay dùng nó. Vậy thì thằng S chấm sai thì thầy cũng có thể là thêm dấu endline ở đây. À, thầy khai báo một cái biến P, thầy khai báo nó là bằng thằng S chấm sai. Đấy, đó thầy sẽ out thằng P ra. Rồi chạy thử chương trình xem sao. Thêm thằng S chấm sai nó là cái gì?
Lạc quan. Đấy, như vậy thì nó tra cho độ độ dài số ABC có độ dài bằng 6, thầy thử độ dài khác. Ví như chữ Đặng Thành liền nhau không có dấu cách ở giữa nhé. Đấy. Nó có chữ Đặng Thành liền nhau đây và the sâu thu được là 9. Vậy thì về chữ Đặng Thành thầy thử cách nó ra nhé. Xem nó có đọc được không. Đấy, thì nó sẽ đọc được có mỗi chữ Đặng và nó đưa ra độ dài sâu bằng 4. Yeah. Như vậy thì ta thấy rằng là sâu có dấu cách với sâu không có dấu cách thì việc đọc dữ liệu là khác nhau. Đây là sâu cơ không có dấu cách nhé. Rồi bây giờ thầy cũng thử luôn một cái thằng nữa. Cái vừa ta vừa có đó chính là độ dài của sâu. Rồi. Khi nay ta thử hỏi xem thằng S3 có giá trị bằng bao nhiêu. Vậy thì thầy sẽ thằng S3 ra chẳng hạn. Để xem máy tính nó có báo lỗi khi mình truy cập kiểu như thế hay không. Đấy, nó báo S3, đó chính là chữ G, đúng không? Ví như thầy ghi chữ A, B, C, D. À, F chẳng hạn, EG chẳng hạn. Xem thằng S3 nó có phải là thằng D hay không? Đấy, ta thấy rằng thằng S3 của nó là 0, 1, 2, 3. Thằng S3 nó là chữ E. Nên từ đấy mình nhận thấy rằng sâu nó sẽ được đánh số thứ tự từ 0 trở đi. Nhé, 0, 1, 2, 3. Đấy. Rồi. Như vậy thì ta đã làm quen thêm được một cái nữa, đó là làm việc với cô hàm trả về kích thước. Cả về kích thước của sâu. Chỗ này có lẽ à, mà thủ tục ở đây thì ta có thằng này. Ta có thằng thứ nhất là hàm trả về độ dài của sâu. Ừ. Thì ta có cái code chương trình rồi. Ok, để thầy cắt ra như thế cho nó đẹp. Rồi, vừa rồi thầy đã giới thiệu các bạn cái hàm và thủ tục. Bây giờ thì ta có thằng một số các hàm cơ bản khác. Ví dụ như ở đây thầy có hàm nào lấy được nhỉ? Hàm áp phần, hàm so sánh, hàm tìm kiếm. À rồi. À, okay, bây giờ trước khi sang hàm kế tiếp thì thầy cho mình có thêm cái thằng thứ hai là thằng đọc dữ liệu nhá. Vừa rồi ta có cái cách thứ nhất và cách thứ hai. Ở cách thứ nhất ta đọc một cái sâu mà không có dấu cách thì ta dùng thằng C tên biến. Ví dụ như là ta có câu cỡ để đọc vào cái số S này thì ví dụ như số S thì bằng thằng này. À, thì ta sẽ thực hiện là C thằng S. Đấy. Tức là ta sẽ dùng C để đọc cả cái sâu này. Nhớ nhá. Vì sâu này không chứa dấu cách. Còn đối với cái sâu mà có dấu cách thì ta sẽ dùng cái thằng getLine. GetLine sẽ tiêu biến ở chấm phẩy. Ví dụ như ta thực hiện gắn cái sâu này. Sau đó ta sẽ đọc nó bằng cái cách là ta sẽ dùng getLine. Cái sâu sẽ mở ngoặc C phẩy tên biến S. Đây, chỗ này các bạn quan sát nha. Cái line C tên biến S. À, bây giờ thầy lấy cái quay trở lại code chương trình của thầy.
là bây giờ thầy có sâu S, thầy đưa ra độ dài của sâu, tính độ dài của sâu, đưa ra độ sâu, đưa ra thằng S3. Bây giờ sâu của thầy, thầy ghi chữ tên của thầy chẳng hạn. Phần thầy. Bây giờ thầy nút chạy chương trình. Đấy. Trong chương trình khi chạy thì nó báo là độ dài của sâu là 4. Nhưng rõ ràng sâu của thầy dài lòng vòng như thế này cơ mà. Sau đó thầy hỏi là cái thằng S kia là S mấy nhỉ? Thằng S3 có giá trị bằng bằng bao nhiêu? Ta gọi S0, S1, S2, S3 nó bằng thằng G. Nhưng mà bây giờ trong chương trình thầy hỏi là thằng S5 là bao nhiêu? Đấy. Thì các bạn nhận thấy có sự khác biệt giữa sẽ câu lệnh sim. Đấy, khi chạy chương trình thì người ta thông báo là nó báo là thằng chữ đặng và là độ có độ dài bằng 4 và thằng S kia không có giá trị. Bởi vì các bạn truy cập vừa, bởi vì khi cái sâu đọc bởi thằng thủ tục CI này. Đấy, thì nó chỉ đọc được có mỗi từ đầu tiên. Đấy, nó đọc được có mỗi từ đầu tiên. Vì nó đọc được từ đầu tiên nên nhá, vì nó đọc được thằng từ đầu tiên nên nó khi ta gọi cái thằng S5 này. S5 thì ta thấy đằng sau là đánh số thứ tự từ 0, 0 này, 1, 2, 3. Đấy, không có 4, không có 5. Như vậy thì nó không đưa ra cái gì ở hàng số 3. Như vậy ta gọi là truy cập vào một vị trí bên ngoài của sâu. Rồi, như vậy thì ta nhận thấy để đọc sâu được thì ta sẽ sử dụng có câu lệnh là getLine bằng ngoặc cin phẩy tên biến cần cần đọc. Ta đó sẽ ta sử dụng câu lệnh getLine này trong trường hợp cái sâu này có chữ dấu cách. Đấy, ta thấy rằng sâu đang cấu thành sâu này có độ dài bằng 15 và ký tự thứ năm có đốt là T, đây là 0 này, 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5. À, đúng vậy. Cái thằng thứ tự là 5. Như vậy tới đây ta nhận thấy khi sử dụng getLine nó sẽ đọc cái sâu có chứa dấu cách. Tất nhiên ở cái cách này nó cũng dùng để đến để đọc được cả cái sâu này. Sâu không chứa dấu cách nó vẫn đọc được. Nên thằng getLine nó sẽ đa năng hơn so với thằng CI. Đấy, nó vẫn đọc được sâu. Đấy, và nó vẫn đưa ra được ký tự của mình. À, 0 này, 1 2 3 4 5. Đấy, nó chỉ là ký tự U. Bởi vì khi nãy mình xóa đi một dấu, các dấu cách trống cũng tính là một dấu cách nhé. Rồi, đây là cái cách sử dụng thằng get getLine. Có một số bạn thì chỉ thích dùng getLine. Có một số bạn thì thích dùng cin và khi nào chuyển sang sâu dạng có dấu cách thì bạn mới sử dụng getLine. Tóm lại các em thích thế nào cũng được. Như với thầy thì thầy các cái sâu mà không chứa dấu cách thì thầy sẽ sử dụng cin, còn sâu mà có chứa dấu cách thì thầy sử dụng getLine, thầy sử dụng đúng chức năng, đủ chức năng. Rồi. Đúng rồi. Ok thầy tí. Có vẻ không ổn. Thầy đang định chiều nay xin nghỉ để dạy các em thêm buổi chiều nhưng mà lại đồng nghiệp anh cũng bận. Thế là thôi. Chiều nay ta vẫn nghỉ, sáng mai ta học tiếp vậy. À rồi, vừa rồi thầy cho mình đang làm việc với sâu với cái thủ tục getLine để nhập
sâu. Ở đây ta có hai sự khác biệt nhá. Một bên sử dụng CIN để nhập cái sâu có dấu không có dấu cách. Getline sử dụng sâu có dấu cách. Ngoài ra Getline nó sử dụng luôn cả cho cái sâu không chứa dấu cách. Ta có thằng s.size trả về độ dài của sâu nhé. Do đó khi nào mình muốn duyệt trên sâu ấy, ta for i chạy từ 0 cho tới thằng s.size trừ 1. Vậy biết tại sao s.size trừ 1 ấy? Bởi vì ví dụ như độ dài sâu này nó có độ dài bằng 8, nhưng do nó đánh số thứ tự từ 0 nên nó sẽ chạy cho tới thằng s.size trừ 1. Ừ, đúng rồi, thì thầy nghe cô giáo bảo là lịch của các bạn mới đổi ra 12 nên thầy cho mình cố gắng vậy. Ta học xong tí qua sâu xong ta sẽ quay trở lại ôn tập trung rèn lại các cái kỹ năng quan trọng. Rồi, như vậy tới thời điểm này ta đã giải quyết xong được cái hai cái thằng là sử dụng sâu rồi là đọc sâu và viết ra độ dài của sâu rồi nhé. Đâu nhỉ? Có ai nhắn gì đây? Thấy rồi như vậy thì chúng ta sẽ thực hiện tiếp nội dung của chúng ta là vừa rồi thì thầy trò mình đã tìm hiểu được ra cái cách đọc dữ liệu kiểu dữ liệu sâu. Tới thời điểm này Hiếu và Việt thì chắc chắn là trước đó cũng đã biết rồi. Dũng và Trương sẽ được làm quen với kiểu sâu nhé. Kiểu sâu nó khá dễ dùng vì dùng theo thầy nghĩ trong mình code chương trình thì trông nguy hiểm nhưng mà câu lệnh thì nó ít dễ dùng. Bài tập về sâu là còn dễ nữa cơ. Nên do dễ nhưng mà do mình nó là thường thường trong các kỳ thi ấy, thì nó sẽ học vào đợt cuối nên ta làm ít bài tập về nó nhưng cảm giác thì nó khó nhưng thực tế bài tập về sâu nó là nội dung theo thầy nghĩ là dễ nhất trong các phần. Đấy. Rồi bây giờ ta sang cái hàm thứ hai là ta sẽ sử dụng một cái hàm là hàm tìm kiếm ấy, hàm s.file tìm kiếm chuỗi. Hàm tìm kiếm. Hàm tìm kiếm cấu trúc của nó là tên biến chấm file mở ngoặc sâu S2. Đó là à Việt à, cứ từ từ còn lâu mới đi đến sâu đối xứng. À thôi không phải không còn lâu đâu mà chắc tí nữa ta làm luôn cũng được, đơn giản. Thôi tí nữa sau bài s.file này ta làm luôn bài bài sâu đối xứng là cho một sâu kiểm tra xem sâu đó có phải là sâu đối xứng hay không, đúng không? Đây hàm tìm kiếm này thì thằng s.file này chức năng của chính của nó là sử dụng để nhé, chức năng chính của nó là sử dụng để tìm kiếm sâu S2 trong sâu S1. Đấy, tìm kiếm sâu S2 trong sâu S1 nếu có trả về vị trí tìm thấy. Đấy, nếu không thì trả về một số âm. Đấy, vì nó trả về một số âm nên khi mà nó trả về vị trí trong sâu ấy thì thường người ta hay sử dụng cái thằng là s.file cộng 1. S.file cộng 1 để nó tránh. Rồi bây giờ ta sẽ thử sử dụng luôn cái thằng s.file này để giải quyết được cái bài toán. Sau đó ta sẽ trả lời cho câu hỏi của Việt. Thưa thầy em muốn kiểm tra một sâu đối xứng thì em sẽ làm như thế nào nhé. Rồi để thằng s.file ta lấy một cái ví dụ luôn cho nó trực quan. Vậy thì ta bây giờ thầy có hai sâu. Sâu thứ nhất là sâu ABC, ACB, AC. Đấy. Đây là sâu S1 của thầy. Sâu S2 của thầy là sâu AC. Nhìn vào sâu này, các bạn hãy cho thầy biết vị trí đầu tiên của sâu AC xuất hiện trong sâu S có chỉ số bằng mấy? Là các bạn bật cửa sổ chat cho thầy biết. Vị trí đầu tiên của sâu AC trong cái sâu bên trên.
Việt đề xuất là 3-4. Nào, xin mời Hiếu. Xin mời Dũng, mời Trương. Hiếu 3-4. Khi trả về, khi người ta hỏi vị trí thì vị trí nó là duy nhất, nó chỉ là một số. Các em hãy chọn cho thầy một số. Vị trí thì nó trả về ký tự đầu tiên mà bắt đầu từ vị trí đó các sâu này bằng nhau. Việt trả lời vị trí 3, Hiếu thì sao? Dũng thì sao? Dũng với Trương đâu? Thì ta nhận thấy rằng là không này, một này, hai này, ba này. Đấy, vị trí này bắt đầu cho một cái chuỗi bắt đầu bằng AC. Đúng không? Vậy thì vị trí này nó sẽ có là vị trí thứ ba. Nên kết quả trả về là bằng 3. Lý do nó trả về bằng 3 bởi vì sâu được đánh số thứ tự từ 0. Nên đây là vị trí thứ 0, vị trí thứ 1, vị trí thứ 2, vị trí thứ 3. Đấy. Bắt đầu từ vị trí thứ 3 đi thì nó mới bắt đầu xuất hiện sâu AC. Đấy. Đó là vậy thì ở đây thì ta thử xem nhé. Ta sẽ có hàm là nhập sâu S này, đưa sâu S ra này. Sau đó ta sẽ thực hiện tiếp công việc là thầy gọi P là bằng là vị trí tìm kiếm trong sâu S1, S.5, thằng S2. Đấy. Sau đó thầy share thằng P ra. Thì câu lệnh này đồng nghĩa với việc là tìm kiếm trong sâu ấy. Đây thầy vì hai sâu này không chứa dấu cách. Đó, hoặc là bây giờ thầy sử dụng câu lệnh C thằng S1 trước đi. Sau đó thầy C thằng S2. Thầy khai báo hai sâu S1, S2. Rồi. S1, S2 nó là kiểu string nhé. Rồi khi đó thì thầy thực hiện là CL S1 ra. Cách là CL thằng S2 này. Ok. Rồi thầy gọi P là vị trí đầu tiên. Là sâu S2 xuất hiện trong sâu S1 và đưa P ra. Rồi thầy nhảy sang input. Có rồi. Thầy nút lưu tất cả trước khi chạy chương trình. Lạc quan. Rồi chạy xong rồi. Đấy, ta ra file. Đấy, và kết quả nó trả là đây là sâu thứ nhất, đây là sâu thứ hai và vị trí xuất hiện là ở vị trí thứ ba. Đấy nha. Rồi để ta biết rằng cái chỗ mà nó trả về vị trí là chỗ nào nhé. Rồi bây giờ thầy thay sâu AB này, thầy thay sâu AC thầy thay bằng sâu BA. Theo các bạn nó trả về vị trí mấy? Các em dự đoán em. Thằng S.5, S1.5, thằng S2. Nó trả về vị trí 5. Các bạn còn lại 0, 1, 2, 3, 4, 5. Đấy. Như vậy thì sâu BA bắt đầu từ vị trí thứ 5. Rất chính xác nhé. Rồi, nói chính xác thế thôi, tao cũng không tin lắm. Tao phải chạy chương trình ra kết quả. Ta thấy nó ra kết quả là 5. Ô, ngon quá, đúng không? Rồi bây giờ thầy lấy sâu BB. Sau đó thầy thử chạy xem nó ra cái gì. Đấy. Thì nó đưa ra giá trị âm 1. Đấy chưa? Như vậy nếu không tìm thấy nó sẽ trả về giá trị âm 1. Nên khi đã thầy ghi nó là một số âm. Đấy. Nên ta ghi ra số âm 1. Nên lưu ý rằng việc tìm kiếm F1 trong A là tìm kiếm vị trí đầu tiên của sâu S2 trong sâu S1. Rõ ràng trong sâu đó nếu nó có xuất hiện nhiều lần. Đây, ví dụ như thầy lấy cái sâu BC chẳng hạn. Đấy, thằng này là BC. Thì khi thầy sử dụng S1.5 thằng S2 này, thì khi đó nó tìm đến vị trí sâu BC đầu tiên. Dẫu rằng sâu BC đường sau nó có nhưng cứ S1.5 thì nó cứ nhảy về vị trí này. Nha. Do đó các bạn lưu ý thằng S1.5 thằng S2 thì nó tìm kiếm thằng S2 trong sâu S1 và trả về vị trí đầu tiên của sự S2 trong S1. Đấy, như vậy thì ta có cái hàm thứ hai là hàm tìm kiếm vị trí đầu tiên. Nhớ nhé, có thêm chữ đầu tiên.
Rồi với cái hàm như trên thì ta có cái đoạn chương trình như trên. Nên với những cái tài liệu có khi mà dạy thì cô Cúc và cô Huấn cũng thế, mình sử dụng nó, sau đó mình ví dụ như thế cái tập bài mình đang dạy thấy hay, các thầy cô dạy đến đâu ta sẽ chỉnh sửa trực tiếp trong quyển sách đấy và ta thêm bài trực tiếp vào đấy để đến khóa sau nữa nó dữ liệu nó không bị ấy. Ví dụ như trước đây ấy, em không kinh nghiệm thì em cứ làm này là mình không kinh nghiệm, ví dụ như năm 2012 đấy. Trừ 2013 chẳng hạn thì khi đó các đề thi học sinh giỏi của 2012, 2013 sẽ bỏ trong một số thư mục, sau đó lại đến 2013 sang 2014 đấy, thì nó lại chuyển lại đẩy sang các thư mục khác, rồi xong lại đến 2014, 2015 và cứ như thế đến năm nào cũng phải mất công mở ra tìm cái cũ lại. Vậy thì chi bằng ngay từ lúc đầu ta sẽ biên tập theo đúng cái thứ tự mình dạy và đến sau này thì ta sẽ gom những cái thứ này theo đúng chủ đề và ta sẽ gom như thế thì khi đó nó sẽ đỡ vất vả hơn, chứ bây giờ tìm theo từng bài từng mục của các năm trước vui vui đổi máy tính cái không biết để nó chỗ nào mà tìm vì mất đi luôn dấu vết. Nên là mình cứ biên tập nó thành một quyển sách, kể cả khi có ai xin cần mình cần chia sẻ thì mình cũng sẽ chia sẻ nó dễ dàng hơn. Cũng đang bị tu cũng hy vọng. Ừ, mình cứ biên tập nó thành một quyển sách nhé. Ví dụ như hôm nay dạy các bạn về mảng hai chiều thì thấy có bài trước đây có cái bài này thầy quên chưa dạy cho các khóa trước đấy, thì thầy thêm nó vào. Nên mỗi lần cần tìm thì thôi rồi, may mà mình chỉ bây giờ chưa già cả lắm mình còn nhớ được, nên ta cứ đánh số thứ tự sau một thời gian. Và các thầy chuyên gia cũng thế, các thầy có một cái hệ thống list các bài đánh theo thứ tự với mà mình đánh theo một file word này thì sau này mình dễ hơn. Ví dụ như thầy gặp một cái bài dễ hơn bài số 105 thì mình chèn vào chỗ này và khi đó bài này nó có số ba thứ tự rồi thì ta chỉ việc pam cho nó một cái số khác là được, chứ không cần phải theo số thứ tự bên trên đấy. Ban đầu cái vị trí của bài này là bài 91 nhưng tới thời điểm này nó bị đẩy xuống bài 105 bởi vì trong quá trình dạy mình phát hiện một số bài hay ở các đề khác mình gấp nó về. Rồi ta quay trở lại với cái nội dung tiếp của chúng ta. Bây giờ thầy quay trở lại với cái bài toán sâu đối xứng. Bài sâu đối xứng thì đề bài ta lấy từ một cái bài toán gốc ra trước nhé. Ta lấy một bài sâu đối xứng. Đây, ta lấy một cái bài sâu đối xứng. Bài toán nguyên thủy của sâu đối xứng. Đề bài là cho một cái sâu, hãy kiểm tra xem sâu này có phải là sâu đối xứng hay không. Đấy. Khi mà các bạn thấy một cái bài nào ở đâu hay thì ta về chủ đề sâu ta cứ ném nó vào. Cái chỗ nào mà khó khó chưa phân loại ta cứ ném vào cuối chương. Cái nào dễ phân loại ở mức nào thì ta đặt ở đúng vị trí của nó. Rồi ta sẽ làm bài sâu đối xứng như đề nghị của Việt. Đề bài thì ta định nghĩa sâu đối xứng là một cái sâu đọc từ trái sang phải hay đọc từ phải sang trái ta thu được dấu giống nhau. Ví dụ, Hiếu chụp cho thầy bài gì đây? Cho hai sâu ký tự và S2 chuyển sâu S1 về chữ thường, kiểm tra xong S1 có đối xứng hay không, chèn sâu S2 vào một vị trí bắt đầu. Ok đấy, như vậy thì công việc của chúng ta sẽ phải thực hiện ba một số cái công việc là thao tác chuẩn hóa sâu và thao tác chèn sâu đấy, và sau đó thực hiện kiểm tra tính đối xứng. Bài này cái đề của các em rất hay đấy. Vậy thì ta sẽ giải quyết được cái bài toán kiểm tra một sâu có là sâu đối xứng hay không trước nhé. Vậy thì để kiểm tra một sâu có là sâu đối xứng hay không thì ta nhận thấy như sau. Ví dụ như sâu của thầy là sâu A, B, C, D, xong lại C, B, A. Thì thầy nhận thấy rằng cái thằng này bằng thằng này. Vậy thì khi ta thấy hai thằng này bằng nhau thì ta lại đặt ra câu hỏi chỉ số hai của thằng này như thế nào? Vậy thì ở đây thì thầy cũng cùng các bạn làm rõ luôn, bởi vì ta sẽ tiện đang hỏi đâu thì ta có nhu cầu ở phần đấy. Thì trước tiên thì ta sẽ quay trở lại với cái bài toán này trước. Đề bài là cho số nguyên dương cho một cái sâu S, yêu cầu đi kiểm tra xem sâu này có đối xứng hay không, nếu có đưa ra giá trị true, ngược lại để đưa ra giá trị false.
Vậy thì đầu tiên các em cần phải xác định được bài toán. Bài toán cho cái gì? Cần tìm cái gì? Đề bài cho một show S, vậy thì input của bài toán là sẽ thực hiện nhập show S. Đấy. Khi nhập show S trong đầu mình nghĩ ngay, nhìn cái test đề bài, nhìn dữ kiện đề bài. Cái show này nó chỉ bao gồm có các ký tự, nó không chứa dấu dấu cách. À, như vậy khi đọc mình có thể đọc bằng C-in. Còn nếu chỗ này các bạn nhìn thấy có một cái chuỗi văn bản mà có dấu cách, à khi đó mình sử dụng thằng getline nhé. Vậy thì khi mình gõ chữ nhập cái thì trong đầu của mình phải nhảy số ngay. Chỗ này mình sẽ dùng cái này. Sau đó ta sẽ đưa ra true hoặc là false tương ứng với cái dữ liệu đầu vào. Đấy. Rồi bây giờ ta xác định thuật toán để giải bài toán là dãy hữu hạn để giải bài toán. Sao cho từ input của bài toán các em thu được output cần tìm. Đó là định nghĩa khái niệm thuật toán. Thuật toán thì có nhiều cách để trình bày, trong đó cách chúng ta đang thường làm là thuật toán dạng liệt kê. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ làm như sau. Bước 1 thì ta có cái nhận xét trước. Để nhận xét này thì thầy cùng các em quan sát một cái bảng như sau. Ta lại có bảng này. Bây giờ là bảng số thứ tự, đây là chỉ là số S. Đấy. Bây giờ số số S của thầy, ví dụ như thầy lấy cái sâu là A B B A chẳng hạn đấy. Số thứ tự ở đây thì thằng này nó cứ đánh được số thứ tự từ 0 trở đi. Đấy. Như vậy thì rõ ràng để kiểm tra xem, rõ ràng ở đây các bạn nhìn thấy sâu này là sâu đối xứng đúng không? Như vậy thì ta nhận thấy rằng để kiểm tra sâu này là sâu đối xứng hay không, các em cần có đấy. Ủa? Đấy. Để kiểm tra xem cái sâu này có là sâu đối xứng hay không, các em phải kiểm tra xem cái phần tử đầu tiên này. Đấy, phần tử có chỉ số đầu tiên và phần tử có chỉ số cuối cùng, hai phần tử này có bằng nhau hay không? Sâu ABBA có độ dài bằng bao nhiêu các em? Thầy hỏi thằng S chấm sai của nó bằng bao nhiêu? Cái sâu S của thầy rồi bây giờ nó có S chấm sai khoảng bao nhiêu, các em comment giúp thầy nào, nhanh tay bà con. Hiếu và các bạn, Việt và các bạn, rồi Việt cho trả lời bằng 3, Hiếu cho trả lời bằng 3, Dũng thì sao? Nãy giờ thấy Dũng im ơi lặng tiếng lắm, cả trường nữa. Có tin là thầy oánh xe tải lên không, thầy bốc cả hai đứa về đây Yên Bái luôn không? Bắt về nuôi luôn. Vừa rồi thì các bạn thấy rằng là ta đặt ra câu hỏi là S chấm sai bằng bao nhiêu, các bạn trả lời bằng 3. Vậy thì tại sao biết là nó bằng 3 mà không phải bằng 4? Vậy thì theo kinh nghiệm của thầy thì thầy nên sử dụng phương pháp đếm ngón tay. Phương pháp đếm đó là đây ta có một ký tự, hai ký tự, ba ký tự, bốn ký tự, từ đó suy ra S chấm sai có giá trị bằng 4 các em nhé. Đấy. Người ta hỏi S chấm sai chứ người ta không hỏi rằng các ký tự này được đánh số thứ tự từ mấy đến mấy, nên khi S chấm sai nó trả về là độ dài của sâu, độ dài của sâu nó trả về độ dài bằng 4. Đấy, phương pháp đếm ngón tay của thầy rất hiệu quả, thỉnh thoảng thầy đang còn đếm cả ngón chân thằng bé nhà thầy nữa cơ. Vậy thì ở đây thì thầy sẽ thực hiện là như vậy, thì ta nhận thấy các ký tự được đánh số thứ tự từ 0 cho tới thằng 3 mà độ dài bằng 4, 0 cho tới 3 chứng tỏ rằng cái vị trí này chính là bằng chỉ vị trí độ dài trừ 1. Độ dài trừ đi 1, đúng không? Đấy, được cho đến vị trí độ dài trừ 1. Rồi với cái nhận định như trên thì ta nhận thấy rằng chỉ số y bé nhất mà mình dự định sẽ chạy là y bằng 0, chỉ số lớn nhất sẽ chạy là y bằng 3. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu làm luôn. Như vậy ý tưởng của chúng ta là ta sẽ đi từ đầu sâu cho đến cuối sâu, đến vị trí thứ y ta so sánh thằng này với thằng này. Sau đó đến thằng thứ hai khi y nhảy sang thằng bên cạnh. Thì nó lại so sánh hai thế. Thì khi đó thằng này nó lại nhảy sang đây, nó lại so sánh hai thằng này với nhau. Khi hai thằng này nó gặp nhau ở giữa rồi thì nó dừng. Đấy, gặp nhau ở giữa thì nó dừng. Vậy thì mình sẽ thực hiện công việc là
chạy từ đầu sâu cho tới giữa sâu. Nếu ký tự thứ y và vị kỳ và vị và cái ký tự đứng cuối dãy nó chính là cái thằng SI, là thằng độ dài trừ đi thằng y. Đây là khi y bằng không thì nó sẽ là độ dài trừ một, trừ y trừ một. Khi y bằng một nó sẽ là thằng trừ hai. Ồ đúng rồi. Rồi vậy như vậy thì ý tưởng của chúng ta ta sẽ thực hiện như sau. Với cái biểu như trên thì ta nhận thấy là ta sẽ bước một ta sẽ thực hiện là nhập số hết. Đấy. Ở bước hai ta thực hiện cái công việc là duyệt y chạy từ đầu sâu cho tới ý, vị trí cuối sâu là ta có thằng s chấm sai trừ một. Bởi vì ta chạy đến trừ một bởi vì đây mình chỉ chạy tới ba thôi không tới bốn bởi vì nó đánh số thứ tư từ không mà. Đấy, và thực hiện công việc đến vị trí thứ y thì với s0 nó so sánh với si trừ một, s1 nó so sánh với si trừ hai. Vậy thì nó so sánh thằng si với cái thằng s ở vị trí thứ s chấm sai. Khi cái biết thằng s chấm sai bị gọi nhiều lần các em trừ y trừ một các em nhớ nhé. Khi y bằng không này thì nó so sánh với thằng s chấm sai trừ một là chính là thằng này đúng không. Khi y bằng một trừ một trừ hai vậy s chấm sai trừ hai là chính là thằng này. 4 trừ 2 bằng 2 mà. Và ta chỉ chạy cho đến giữa sâu. Đấy, cho dạy chạy đến đến giữa sâu vậy thì ta có đến s chấm sai chia 2. Đấy, 4 chia 2 được 4 chia 2 thì được 2. 5 chia 2 cũng được 2. Rồi, không biết có phải cộng 1 không nhỉ? Rồi thì nữa ta chạy thử. Khi đó nếu cái thằng SI này mà bằng thằng kia thì ta sẽ thực hiện là khởi tạo bình P bằng 1. Đấy. Ngược lại. Thì ta khởi tạo P bằng 0. Ta thực hiện hai việc. Ta khởi tạo P bằng 0 và ta break ra ngoài. Đấy, các em có thể nghĩ như thế nhưng mà tí nữa mình cài đặt thì mình có thể làm tốt hơn. Mình nghĩ một cách rất thủ công như vậy. Sau vòng lặp for này nếu nếu cái thằng P của mình mà vẫn và nếu thằng P của mình mà bằng một chỗ này thì ta cố như là không ổn lắm thì ta kiểm tra này thì nó sẽ hay hơn. Chỗ này ta nên sử dụng cầm cờ như này thì hay hơn. Ý của ta là như thế này. Ban đầu ta xem sâu này là một sâu đối xứng. Ta duyệt từ đầu sâu đến giữa sâu. Nếu phát hiện ra hai thằng mà khác nhau, thì rõ ràng khi mà có hai thằng nào đó khác nhau, thì việc kiểm tra các thằng còn lại là việc dư thừa. Do đó, khi gặp hai thằng khác nhau, thì ta khởi tạo biến cờ bởi giá trị không thể hiện vô nghiệm và ta thực hiện break ra ngoài. Câu lệnh break này sử dụng để thoát khỏi vòng lặp. Chức năng chính của nó sử dụng là để thoát khỏi vòng lặp. Và sau vòng lặp này thì nếu P của mình mà bằng một vẫn bằng một thì điều đó chứng tỏ nó không bị break lần nào, hay nói cách khác không có cặp phần tử nào khác nhau, nói cách khác nó là sâu đối xứng. Thì ta đưa ra đưa ra chu lưu ý chữ chu của ta trong đề bài nó là chữ T in hoa nhé. Ngược lại đấy, ta đưa ra giá trị vô. Hôm nay các bạn học hành hơi vất vả một tí thôi, cô xong nốt bài này cho ta nghỉ không có rồi về. Như vậy thì với cái bài như trên thì các bạn nhận thấy các em hoàn toàn ý tị ý thức được rằng với một cái bài tập về sâu như trên thì ta vẫn phải làm giống như các bài tập khác dù rằng nó có dễ. Bởi vì khi làm việc về sâu ấy, cái tư tưởng tuần tự là các em có thể đạt được điểm tối đa của bài luôn. Ví dụ như các bài kia,
Sau khi các bạn làm việc với sâu xong thì các bạn làm nó trong nháy mắt, khoảng tầm 5 phút là xong. Rồi bây giờ thầy trò mình sẽ sang với cái bài toán về sâu này nhé. Đề bài của chúng ta bây giờ ta sẽ bắt đầu quay về bài bài này, tên nó là bài bao nhiêu nhỉ? Bài 88 các em nhé. Bài này tên là bài 88. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ thực hiện là đề bài là cho một cái sâu, kiểm tra sâu đó có đối xứng hay không. Như vậy bài này sau này ta chỉ có mỗi một sâu S thôi. Để ta Ctrl L xóa nó đi. À, ta cố gắng làm xong bài này thì ta nghỉ hiểu nhá. Sâu S nha. Rồi, sau khi nhập xong sâu S xong rồi, bây giờ ta sẽ đi kiểm tra tính đối xứng, à, kiểm tra xem sâu này có phải là một sâu đối xứng hay không. Để kiểm tra một sâu có là sâu đối xứng hay không thì ta có nhiều cách để trình bày. Thì thầy trình bày theo cái cách thứ nhất, phương pháp chạy bằng cơm, tức là chạy tuần tự ở trong chương trình chính. Ban đầu ta xem cái số này, sâu này là sâu đối xứng. Ta duyệt từ đầu sâu cho đến cuối giữa sâu. Đấy, đến giữa sâu là thằng S chấm sai chứ em ơi. Và thực hiện yêu cầu của bài toán. Nếu gặp hai thằng nào đó khác nhau, nếu thằng thứ y mà khác cái thằng đứng ở nửa bên kia trái đất, thằng nửa bên kia trái đất thì nó có cái tọa độ là S chấm sai trừ y trừ một. Tại sao nó là S chấm sai trừ y trừ một? Thì ta nhận thấy khi y bằng không, đây là thằng S không, còn đây là thằng S chấm sai trừ một. S chấm sai trừ một chính là phần tử cuối dãy của mình. Đấy, là phần tử cuối dãy. Đấy, S chấm sai trừ một chính là phần tử cuối dãy. Khi y bằng 1 nó là thằng 1, còn đây là thằng S chấm sai trừ 2. Bởi vì khi ta có y bằng 1 thì đây là trừ 1 trừ 1 thì trừ 2, tương tự như vậy. Vậy thì nếu mà phát hiện ra một thằng mà vi phạm thì các bạn sẽ thực hiện công việc khởi tạo P bởi giá trị khác, và thể hiện hàng vô nghiệm và ta break ra ngoài. Đấy, ta nhảy chút phải format lại cho nó đẹp. Rồi sau vòng lập for này thì cái ta thu được đến P sẽ để kiểm tra xem nó có còn là số đối xứng hay không. Đấy. Vậy thì chúng ta sẽ thực hiện luôn là nếu cái thằng P của mình vẫn bằng không thì xe ra chung. Đấy, các bạn thấy code bài tập về sâu nó ngắn nhèo nhèo, có mỗi mấy dòng. Ngược lại thì xe ra phô. Rồi ta thì chạy chương trình, ví dụ như thầy lấy cái sâu ABC chẳng hạn, chạy xem sâu này nó ra cái gì. Đấy, nó ở bên bài này thầy quên chưa thêm file file này, bởi vì file của mình là bài 88. Bây giờ thầy cần một cái sâu là ABC chẳng hạn. Thử xem sâu này có đang là cái gì. Đấy. Ủa, ABC mà là chu á, đọc cho nó một phát bây giờ. Đúng không? ABC làm sao mà chu được? Vậy thì thầy kiểm tra lại xem nào. Nếu P này bằng 0, xin lỗi các bạn, P là phải bằng 1 thì nó mới là chu. Bởi vì mình cập cờ mình định nghĩa như thế, mình tự định nghĩa. Tùy tùy theo các em nhé, các em thích dùng để tạo P bằng 7 bằng 8 được. Đấy, bằng phô. Thế với A, B, B, A. Sâu đối xứng có độ dài chẵn. Đó là chu. Thêm thằng C nữa, sâu đối xứng có độ dài lẻ. Đấy, nó là chu. Sâu đối xứng và cũng có độ dài chẵn. Đấy, là chu. Đấy, các bạn thấy thầy tay trái thầy tay phải cầm chuột click vào thẻ, tay trái nhập dữ liệu. Nhá. Xong tay phải lại ấn chuột, tay trái ấn enter. Đấy, các bạn thấy là người ta chạy test khoảng 10 test trong vòng 1 phút được. Đấy, và ta nhầm thấy đang A là đúng rồi. Như vậy thì ta đã giải quyết xong được bài toán. Vậy trên đây là cái bài toán đi kiểm tra một sâu có là sâu đối xứng hay không. À, khi làm thì các em có thể làm tốt hơn. Và bây giờ mình cần phải làm tốt hơn ngay từ lúc này. Đấy, thầy gửi tới các em. Tí nữa các bạn sẽ làm bài 88 này theo cách thứ nhất nhé.
Rồi, vừa rồi thầy đã hướng dẫn các bạn theo cái cách thứ nhất. Tuy nhiên thì ở cái cách thứ hai này thầy cũng tiện thể thầy giới thiệu luôn. Bởi vì cái việc kiểm tra một sâu có là sâu đối xứng hay không, đây là việc thường xuyên được sử dụng. Nên thầy tổ chức nó thành một chương trình con trả về giá trị true false. Đấy, để trả về giá trị true false. Hàm này thầy gọi nó là hàm palindrome, palin. Nhé, sâu đối xứng tên nó gọi là sâu palindrome nhé. Drome. Đấy. Thì ở đây thầy hay gọi nó là sâu palin. Đấy. Hoặc là kiểm tra xem nó có đối xứng hay không, dùng đúng chuẩn tiếng Việt để kiểm tra xem một cái sâu u có phải là sâu đối xứng hay không, thì thầy sẽ thực hiện như sau. Thì thầy cắt toàn bộ cái thằng này lên đây. Thầy sẽ thực hiện cái công việc là đâu nhỉ, và từ đây để kiểm tra xem một sâu có là sâu đối xứng hay không, thì thầy sẽ thực hiện khởi tạo một biến cầm cờ. Sau đó thầy cho cũng khởi, bài này cũng không cần cầm cờ bởi vì mình đang trong hàm thì không cần cầm cờ. Chạy từ đầu sâu cho tới giữa sâu, chia hai nhé. Nếu phần tử thứ y bằng phần tử thứ s chấm sai trừ y trừ một thì chứng tỏ rằng hai phần tử ở hai đầu nó đang bằng nhau, tăng y giảm lên. Hai phần tử hai đầu đang bằng nhau, tăng y giảm y, gặp một thằng khác đấy mình thoát ra ngoài luôn. Ừ. Khi mà phát hiện ra thằng một một cặp mà bị sai thì chứng tỏ rằng ta không mất công kiểm tra nữa vì ta return false luôn ở chỗ này. Sau vòng lặp for này, nếu nó không bị return false lần nào, chứng tỏ nó là một sâu đối xứng, vậy thầy sẽ return true ở đây. Bởi vì ta đây ta đang tương tác là ta kiểm tra xem sâu u có phải là sâu đối xứng hay không, nên chỗ này các bạn lưu ý nhé, tên nó phải là sâu u chứ không phải là sâu s. Tên biến do người lập trình đặt tức là. Tham số ở đây nó được gọi là tham số hình thức. Bởi vì như nó như cái cửa vào nhà ấy. Rồi ở đây thì quay trở lại chương trình chính. Sau khi nhập xong sâu S thì bây giờ thầy kiểm tra xem là nếu đối xứng của sâu S mà có giá trị bằng true thì chứng tỏ rằng sâu S là một sâu đối xứng hay gọi là sâu palindrome, là CA với true ngược lại CA với true. Đấy thì cái sâu này đấy, bây giờ thầy lấy sâu ABC thôi chẳng hạn thì nó ra giá trị ở phone đấy. Về nháy chuột phải chọn format user style. Về trên đây là cái cách thứ hai, và từ giờ trở đi bất cứ khi nào cần kiểm tra xem một sâu là sâu đối xứng hay không, các em hãy viết thành hàm như trên. Như ý nhé, ta sẽ viết thành hàm như trên để ta tận dụng được, viết thành hàm để tận dụng được. Bởi vì hàm này mình tận dụng, ví dụ như sau này cái việc kiểm tra đối xứng nó lặp lại nhiều lần ấy, người ta yêu cầu trong một sâu S tìm sâu con đối xứng dài nhất của sâu S, tìm sâu con liên tiếp đối xứng dài nhất, tương tự như vậy thì ta sẽ làm về đây. Vậy thì từ đó thì các bạn nhận thấy rằng ồ, hóa ra cái bài hôm trước mình làm nó thi nó chỉ đơn giản như này thôi. Cái chức năng mà kiểm tra có đối xứng hay không ấy, sau khi các bạn thực hiện chuẩn hóa sâu xong thì ta chỉ việc làm thực hiện thao tác đối xứng này là xong. Được rồi. Còn thao tác chuẩn hóa sâu vào các bài kế tiếp thì ở bộ nội dung buổi tới ta sẽ tiếp tục nhé. Các em sẽ cần phải làm bài 88 này theo hai cách như đã hướng dẫn, là cách sử dụng cốt thẳng vào chương trình chính, và cái thứ hai là cài đặt vào chương trình con. Và các em làm cả hai cách và nộp cả bài này lên. Lưu ý, tổ chức theo hàm đối xứng là cái cách làm chuyên nghiệp mà chúng ta cần phải làm được. Đấy, hàm đối xứng nó sẽ trả về giá trị true false nên kết quả của nó là kiểu bool. Đấy, nếu thằng này là số đối xứng thì ta cứ làm. Rồi, như vậy trên đây là nội dung của bài ngày hôm nay. Thì các bạn sẽ dành thời gian để làm các bài tập về sâu thì đã gửi. Bên cạnh đấy Dũng và Trương chưa làm cái bài tập hôm trước, ta có bốn bài tập cuối thì ba các bạn làm 806, 807, 808, và hôm nay có bài di chuyển đông tây và sino rất hay thì các em cần phải làm và nộp bài nhé. Rồi thầy cảm ơn cô Huấn, cảm ơn bạn Dũng, bạn Trương, bạn Hiếu và bạn Việt, cả cô Cúc nữa đã tham gia dành cả một ngày cuối tuần để học cùng với thầy Thành. Rồi, thầy chào các em nhé.
Ngày mai ta sẽ hẹn gặp nhau vào buổi học kỳ tới kế tiếp. Server thầy vẫn đang chạy và chấm bài. Chúc các em làm bài tốt. Yêu thầy. À, chào cả nhà. Để thoát đây.